Hai xin chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Hữu Thọ Channel nghe quý vị. Thì trong cái bản tin là ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục là em lên chia sẻ cho quý vị thì những cái thông tin thì cũng liên quan tới những cái vấn đề là của một số những kênh YouTuber nghe quý vị. Theo quý vị cũng biết là có một cái kênh là Lan Lưa Thưa gì đó quý vị, cũng lên thì làm những lá đơn kiện là những anh em YouTube, hoặc là làm những lá đơn kiện là nghe nói là kiện 41 kinh gì đó quý vị. Thì em thấy cái câu chuyện này nó khá là nực cười làm sao đó quý vị. Quý vị biết là những cái kênh này cũng rất là nổi tiếng quý vị, thì em cũng sẽ nêu một số kênh thì cho quý vị biết là nói những cái kênh này sẽ bị là triệu tập. Thì mình thấy cũng khá là nực cười. Đầu tiên là quý vị cũng biết là bà Nguyễn Phương Hằng đó, thì là một nè. Thì tiếp theo thì những cái anh báo đó, thì báo pháp luật nè, hoặc là báo trẻ tuổi nè, hoặc là một số những cái báo khác nữa. Thì vì cũng biết những cái bài báo đó rồi, trang báo đó rồi, thì đăng cũng rất là nhiều hình ảnh và thông tin đó. Thì cái cô Lan Lưa Thưa này thì em không biết là lấy những cái gan từ đâu, hay là chắc dạo này chắc không có làm gì ra vấn đề nào hay gì á, thì bắt đầu chơi những cái chiêu trò thì muốn tạo scandal hay gì đó quý vị. Muốn kiện những cái kênh này, muốn không phải là kiện quý vị, chiêu triệu tập thôi. Triệu tập những cái kênh này lên làm việc. Thì mình nghe khá là nực cười. Với cái trình độ và cái bản lãnh của cô ta thì làm gì mà có cửa mà để mời những cái kênh này lên làm việc, đúng không quý vị? Triệu tập những cái kênh này thì em thấy mắc cười quá, em chỉ mắc lên nhắc sơ nói cho quý vị biết thôi. Nhưng cái thông tin mà em muốn chia sẻ cho quý vị đó là ngày hôm nay thì nó cũng liên quan tới những cái vấn đề là của Tịnh Thất Bồng Lai. Quý vị biết là cho dù Tịnh Thất Bồng Lai đã bị phán án rồi, đúng không quý vị? Nhưng có rất là nhiều người người ta cũng lên, hoặc là một số người, một số kênh khác quý vị. Hiện tại cũng còn lên binh vực và bảo vệ Thiền Am rất là nhiều nha quý vị. Quý vị biết có rất là nhiều người nói là Thiền Am hiện tại thì đang phán cáo, nói chung là khản phán đó quý vị, là nói là kêu oan đó quý vị. Nói chung là Tà Am hiện tại là đang kêu oan rồi. Cũng có rất là nhiều kênh YouTube thì cũng đồng loạt thì kêu oan cho Tà Am cũng rất là nhiều. Thì vì biết những cái kênh nào rồi thì những kênh YouTube dơ thôi, như là luật sư Thanh Từ Trần nè, hoặc là những cái cô là những cô Duyên Mai, Duyên Méo gì đó, là những người này hầu như là hiện tại là đang kêu oan dùm cho Tà Am. Rồi trong đó Tà Am cũng đang kêu oan luôn các bạn. Không chừng là trong vài ngày tới thì Tà Am sẽ phán ngược lại nghe quý vị. Có gì kháng cáo lại đó nghe quý vị, cũng không chừng là như vậy. Nhưng quý vị biết cho nếu mà kháng cáo nữa đi, cơ quan chức năng người ta sẽ điều tra thêm những cái vấn đề mà liên quan về một số cái vụ việc nữa. Bởi vì cũng biết là những cái vấn đề liên quan tới lụm lon của Tịnh Thất Bồng Lai là cơ quan chức năng người ta chưa có đưa vô cái vấn đề là xét xử nữa. Người ta chỉ xử một cái vụ, mới có một vụ thôi đó quý vị. Người ta chưa xử những cái vấn đề là lụm lon hoặc là những vấn đề khác đó. Mà bây giờ thì càng kháng cáo càng nhiều vô đi. Rồi bắt đầu thêm những cái tình tiết hoặc là thêm những cái thông tin khác nữa, càng nặng có thể là đưa Tà Am càng lúc càng đi xa hơn nữa quý vị. Cũng có thể là như vậy nghe quý vị. Tại vì quý vị thấy không, là mấy ngày nay nó đang lùm xùm về những vấn đề là có thể là cơ quan chức năng người ta vẫn tiếp tục là trong cái phiên tòa là liên quan đến vấn đề lụm lon là của bên Tà Am. Quý vị thấy không, có rất là nhiều tình tiết như là luật sư là vẫn là đang bảo vệ cho Tà Am. Thì không biết là Tà Am hiện tại đã phán án như vậy rồi mà những người này hầu như là chưa có muốn hài lòng hay gì đó quý vị, hay là muốn Tà Am nặng thêm. Nên muốn dùng những cái chiêu trò như là đòi kháng cáo thế này thế nọ. Mình thấy nó khá là nực cười nghe quý vị. Còn một số những cái kênh YouTube hiện tại quý vị thấy là đang bảo vệ cho Tà Am thì cũng hết mực nghe quý vị. Lên nói rất là nhiều những cái thông tin mình thấy khá là nực cười. Nói Tà Am hiện tại vẫn còn oan, nói là những cái mức án như vậy thì rất là nặng, như thế này thế kia đó, như thế nọ, thì mình thấy rất là nực cười đó. Thì em chỉ chia sẻ những câu chuyện mà liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai thì cho quý vị có bấy nhiêu thôi. Mình sẽ quay lại cái vấn đề là của cô Lan Lưa Thưa nghe quý vị. Thì quý vị nghe tên Lan Lưa Thưa, quý vị cũng biết là nhân vật đó là ai rồi, đúng không quý vị? Đó. Thì mình thấy là cái cô này thì không biết là như thế nào mà có thể là mạnh miệng là lên có thể là kiện hoặc là đòi chịu tập 41 kinh làm gì quý vị. Đó, thân của cô ta quý vị biết đó, là cô ta lo còn chưa xong nữa. Đó thì bây giờ bị đặt lên đòi chịu tập là 40 mấy kinh. Chịu tập đi, coi chừng những lá đơn nó bị ăn ngược lại đó nghe quý vị. Đó, thì quý vị cũng biết là nói chung á thì đầu cái drama này xảy ra tới giờ đó có rất là nhiều những cái vấn đề như là thưa kiện hoặc là kiện tụng từ lúc mà cái luật 331 ra đó quý vị, là nó hầu như nó xảy ra rất là nhiều, là người này kiện người kia về những cái vấn đề vu khống, hoặc là kinh này kiện những cái kinh khác về những vấn đề là lên vu khống và xúc phạm gì đó quý vị. Như hầu như á, là tới thời điểm hiện tại quý vị thấy đi, là những người bị kiện á, hầu như là chỉ một số những cái nói chung là một số những kênh youtuber thì chỉ bị kiện là điều thôi, đa số là những kênh youtuber quý vị thấy không, rất là nhiều đã quay bị kiện thôi. Đó thì cái thông tin mà còn một cái thông tin em muốn lên chia sẻ cho quý vị nữa, thì ngày hôm qua thì em cũng thấy là anh Phan Phong mình đã quay trở lại và cũng đã lên clip và đã live stream nha quý vị. Thì đợt này anh Phan Phong thì muốn quay trở lại để làm gì không biết quý vị. Để thấy tà âm đã bị tiêu diệt rồi, thì anh ta có thể nào muốn quay lại cái vấn đề thì của drama hay không. Thì em cũng muốn chia sẻ cho quý vị thì tại sao, quý vị còn nhớ là những cái vấn đề mà anh ta đã dừng cái drama thì nó cũng rất là rõ ràng thôi quý vị ơi. Thì có thể là bị cơ quan chức năng làm việc rồi anh ta mới dừng lại cái vấn đề là drama. Còn bây giờ cái vấn đề á, thì của tà âm á, thì quý vị cũng thấy rồi, cơ quan chức năng thì cũng đã phán những cái vấn đề là có tội, có này có kia. Thì hầu như quý vị thấy là những vấn đề là anh ta lên nói là tấn công vào bà Nguyễn Phương Hằng thì nhiều đó, nhưng thì bà Nguyễn Phương Hằng đã bị tạm giam rồi thì anh ta không có còn chủ đề để anh ta nói. Không phải là không còn chủ đề quý vị, là thật chắc là anh ta có thể là bị cơ quan chức năng thì người ta câm, nói chung là mời làm việc hoặc là không có cho phát ngôn trên mạng xã hội nữa, thì anh ta phải chọn những giải pháp là rút lui. Và bây giờ thì em thấy anh ta đã quay lại, hay là anh ta đã có những cái thông tin tình tiết mới, hay là bây giờ anh ta, nói chung thì mình cũng không biết là anh ta quay lại làm gì. Đó, quay lại thì nói gì thôi, biết có tấn công vào ai nữa hay không, hay là chỉ bắt đầu là khởi động thôi quý vị. Chắc cũng có thể là mới đầu tiên thì khởi động nhẹ nhẹ thôi, để những đợt sau thì có thể là quay lại là tấn công vào những người này hoặc là tấn công vào những người khác, thì cũng không thể là có chừng công chừng quý vị. Đó, mình cũng phải không thể phán đoán được. Đó, thì nói chung thì cái bản tin ngày hôm nay em chỉ muốn lên đó là em chia sẻ cho quý vị và các bạn có bấy nhiêu thôi. Đó, tại em thấy cô Lan Lưa Thưa này dạo này cũng hơi mạnh miệng quá, đòi thưa kiện rất là nhiều người, thì mình cũng hơi run sợ nghe quý vị. Những cái kênh YouTube nè, hoặc là một số trang báo nè, hoặc là thưa kiện luôn bà Nguyễn Phương Hằng nữa, thì mình thấy nó cũng khá là nực cười. Không biết là cô ta mạnh mồm tới mức nào mà có thể là đòi thưa kiện tất cả mọi người. Đòi chịu tập chứ không phải là thưa kiện, em xin lỗi, đòi chịu tập tất cả mọi người. Chịu tập làm gì quý vị? Hãy cứu theo ông nội hả? Hãy đưa theo ông nội đi xa hơn nữa quý vị. Đó, thì nói chung thì quý vị được có xem kênh thì cũng nhớ là đăng ký kênh và ủng hộ kênh các em nha quý vị. Kênh các em là kênh Hữu Thọ Channel. Nói chung kênh các em nó mắc đề sức rất là nhiều, nên bây giờ em làm clip cũng rất ít anh chị em xem. Thì quý vị được có xem kênh thì cũng nhớ là đăng ký kênh và nhớ cho em một like luôn nghe quý vị. Để cho kênh các em nó phát triển hơn quý vị ơi, để em còn động lực mà em làm những video hay hơn cho quý vị xem. Và quý vị cũng thông cảm cho em nha quý vị, tại vì quý vị biết là không gài YouTube nó đang xét việc đó quý vị, nên kênh em nó bị dàn tiền hoài à. Em phải quay những cái cảnh như vậy nè để cho YouTube nó xét việc lại cho kênh em nó dàn tiền, chứ em không phải là em muốn trốn tránh gì đâu nha quý vị. Quý vị cũng thông cảm cho em. Thì cũng chịu khó và nghe em nghe và xem những cái đoạn video như vậy nha quý vị. Giờ em cũng xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo ạ. Em xin chào và bye bye quý vị. Bye bye.